Tịnh Hải thấy thực ra rất là bất ngờ. Các em đến với một cái tâm trạng là hào hứng, đam mê và rất yêu nấu ăn. Có một cái hay ở cái chỗ đó rất là bình tĩnh. Đúng rồi. Sắp xếp thoải mái hả? Thời gian thì rất là hợp lý. Cái trình bày cũng đẹp ha. Cái knife skill, cái cách cũng hay. Rất là sáng tạo. Và có một điều đó là các em lại có những cái kỹ năng nếm vị, nếm mà chuẩn. Là tại sao biết ngon, biết mặn, biết dở là có một cái nhận xét và có những cái chứng kiến để tạo ra món ăn ngay của mình nấu nè. Alan nghĩ là sẽ còn rất là nhiều ngạc nhiên cho chúng ta, chờ đợi chúng ta đối với những cái đầu bếp những tài năng này. Một ngày mới đang đến trong căn bếp của đầu bếp nhí Việt Nam 2016. Với đầy sự hứng khởi và nô nức từ nhóm thí sinh nhí của lượt thi hôm nay, các em là ai? Các em đem theo những điều thú vị gì? Chúng ta hãy chờ xem nhé! Xin chào! Toàn Thành! Gia Huy! Bảo Châu! Hoàng Hải! Thiết Nhi! Tăng đã từng ước mơ là sẽ được đứng trong một căn bếp của vua đầu bếp nhí. Minh Phương! Hoàng Gia! Minh Hiền! Dạ, con đi thi vua đầu bếp nhí vì con đam mê nấu ăn. Dạ, con muốn thể hiện tài năng của mình. Con biết nấu ăn cũng khoảng được 5-6 năm rồi. Con thường nấu món ăn Việt Nam là tại vì nó là những món quen thuộc con hay ăn. Cái sự yêu thích nấu ăn của con nó chưa có được có cái gì gọi là chứng nhận hết. Nên là con muốn đặt một cái cột mốc ở cái độ tuổi của mình là một, có thể là một vua đầu bếp nhí Việt Nam. Cho nên là con đăng ký thi. Hey, hello, xin chào. Xin chào. Xin chào các đầu bếp nhí dễ thương và tài năng. Ở thử thách đầu tiên, cái đội đầu tiên đã nấu rất là tốt ha, nhiệm vụ của mình. Và các con đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho cuộc thi ngày hôm nay phải không? Đúng rồi. Vậy hả? Hả? Yeah. Bây giờ để chú bật mí nhé. Hôm nay các con sẽ có một hành trình rất là tuyệt vời với các cà nguyên liệu ha. Có điều này các con làm theo cô cái này được không ạ? Lắc cái này qua giống cô đây, hai bạn lắc luôn, 1 2 3. Lắc, 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 lắc. Rồi, sạc khói chưa? Vậy các con nấu cũng như là lắc, lắc, lắc để ra những cái món ngon và cô chủ rất là kỳ vọng nên các con rất là nhiều. Và làm cho mọi người lớn thấy rằng các con là những đầu bếp nhí có thể làm nhiều điều mà người lớn nghĩ rằng các con không thể làm, đúng không? Và các con có 45 phút để nấu ăn. 45 phút đủ không? Đủ hả? Đủ phải không? Chắc chắn nha. Rồi. Yeah, con rất thích yeah. Các con sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chưa nghe rõ? Sẵn sàng. Một lần nữa. Sẵn sàng. Ok. Thời gian của các con bắt đầu. Với lượt thi của nhóm thứ hai, các em phải nấu một món ăn thật ngon theo sát chủ đề thế giới trong mắt em. Thế giới đó có thể gói gọn trong gia đình hay trường lớp bạn bè, mà cũng có thể là bất cứ sự tưởng tượng ngô nghê nào đó trong đôi mắt trẻ thơ. 3 món ăn ngon nhất từ 3 đầu bếp nhí xuất sắc sẽ đưa các em vào thẳng top 12 vua đầu bếp nhí Việt Nam 2016. Wow! Sẽ có một món háp này. Yeah. Alan nghĩ có xưởng này. Mà Alan với Jack thấy này, các em cắt thải sử dụng dao rất là tốt. Sử dụng dao rất tốt. Đây thấy bằng bao chứ. Như người lớn bặm môi lại chú tâm với người lớn. Không khác gì. Rất là nhanh ha, rất là lần. Từ cái hôm mà con thấy mẹ con á bị bệnh á, là con với ba con cùng nhau vào bếp. Nên là từ đó con biết nấu ăn và con thấy cái nghề nấu ăn này rất là thú vị. Mẹ con thấy con ăn cũng tốt nên là từ đó mẹ con đặt cho con cái lịch để con luyện tập thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì con sẽ phải nấu ăn 2 bữa. Lúc đầu thì đa phần các đứa trẻ đều là
chưa một đứa trẻ nào là thích vào bếp hết. Đứa nào cũng thích lắp ghép rồi sáng tạo cái này cái kia. Nhưng mà đúng là con đang bị cuốn theo cái đam mê. Trước tiên là mình ảnh hưởng đến con trước, mình bắt con vào bếp, hay là cho con đi chợ cũng vậy. Con tự chọn rau, con tự chọn cá, rồi con về con tự trộn. Nhiều khi là rất là chua nhưng mà ba mẹ vẫn phải nghiến răng để mà ăn. Đó là cái theo Thu nghĩ là xuất phát từ cái lòng đam mê thật của con. Con rất là thương mẹ. Mẹ nuôi dạy con rất là nhiều, nấu ăn mà. Dù con có nấu dở hoặc là nấu ngon như mức mấy, ba mẹ con vẫn vào bụng hết vì đây là đồ con nấu. Mình thì rất là ủng hộ cái việc con trai nên vào bếp nấu ăn được. Tại vì việc này nó phục vụ cho riêng bản thân của nó. Và phần thứ hai là sau này mà con có bạn đời cũng vậy, con nó cũng giúp đỡ được người vợ, hay là gần đây nhất là giúp đỡ cha mẹ. Xin chào Hải. Dạ, con nấu món gì đây? Dạ con làm gì nhỉ? Con quên tên rồi. Trời, cái thế giới xanh, cái thế giới trong mắt con là cái gì? Dạ cá lóc ạ. Con đang làm cá lóc ạ. À ok. Chú thấy con bào gừng mà chú thấy thật sự mà con rất là cố gắng. Dạ vâng, con làm hết sức mình để giành được. Cố lên, cố lên, ráng lên. Dạ vâng, con cảm ơn. Mình sẽ làm được nha. Bà cháu làm món gì con? Dạ, con làm hải sản xúc vừa lên đây. Giỏi quá, con cắt nữa hả? Dạ. Nguyên liệu chính của món ăn của con là hải sản. Vì cái chủ đề hôm nay là nói về thế giới trong mắt em. Thì cá với tôm thì nó rất là phổ biến với mọi người. Có hay ở nhà giúp mẹ không con? Dạ có. Con đang làm gì đó? Con đang nấu chảy sô-cô-la. Phương đang nấu sô-cô-la. Wow. Con đang làm món ngọt hả? Dạ, hôm nay con làm bánh brownie. Ở trong mắt con thì thế giới là ở tràn ngập những màu sắc và ở rất là nhiều sô-cô-la. Tại vì con rất rất là thích sô-cô-la. Sô-cô-la nấu tan rồi sau đó con làm sao nữa? Con cho thêm đường và hạt nhân. Và nho khô. Chú thử cái hạt nhân này coi có vẻ ngon đây. Tươi. Lựa chọn nguyên liệu rất là tốt. Cố gắng lên nha con nha. Dạ, cảm ơn chú. Món của con hôm nay hơi bị đặc biệt so với mấy bạn khác á. Mấy bạn khác làm đồ mặn, con làm đồ ngon. Xin chào chú. Xin chào Thanh. Con tên là Trần Thuận Thành. Từ nhỏ con sống với ông bà. Ba mẹ con đi công tác. Thì lúc nhỏ thì ông bà còn chăm con được. Lớn lên thì cũng phải tự lập sớm. Nên là từ khoảng lúc 10 tuổi là nó bắt đầu đứng bếp nấu ăn. Ông bà cũng có hãnh diện về cháu. Tại vì nếu mà so với bạn bè cùng lớp với cháu đó thì cháu có những cái nổi trội. Hồi tiểu học thì thích đan bóc với vẽ, còn lên trung học ấy thì lại thích nấu ăn. Những cái sở thích đó là con đều tự mình thích chứ không có ai định hướng. Học thì học ở trên mạng là nhiều nhất. Xong rồi thấy thích thích rồi cũng tự kinh doanh bán cho bạn bè những món như là bánh ngọt, bánh bông lan với lại rau câu. Cái năm đầu tiên là vay bà, mượn bà 250. Thế là mua vật liệu đó. Cái hè nước xấu thì cháu khoe cháu là cháu được lời 500. Thì cái đó thì để tôi mua sách vở. So với những cái bạn cùng trang lứa thì đúng là con có chững chạc hơn mà có tự lập hơn. Tại vì con ở với ông bà. Nếu mà ở với ba mẹ thì con có thể đòi cái này cái kia. Nhưng mà con ở với ông bà thì ông bà đâu có kinh tế, đâu có điều kiện nhiều. Thấy là cháu tự lập, vui và vui ra. Hôm nay thế giới trong mắt con là cái gì? Món ăn của con á? Dạ, sườn sốt thơm. Sườn sốt thơm. Dạ. Ok. Thì con nấu cái món này á, là bởi vì cái món này nó rất là dân dã của Việt Nam. Thì con mới chọn cái món sườn, mình có món ăn rất là thân thuộc hàng ngày. Có nghĩa là nấu bằng thơm cho nó mau mềm đúng không? Dạ. Biết luôn, thơm là có tác dụng là làm cho thịt mau mềm. Dạ. Con học được ở đâu vậy? Dạ, con học trên mạng. Trên mạng. Con đã từng làm món này chưa? Dạ, con làm món này được 4 lần. 4 lần rồi, vậy mà dám đi thi. Con là một người thích nấu ăn theo cái kiểu là thích sáng tạo một chút. Không hẳn là nấu an toàn mà cũng không hẳn là nấu quá là phá cách.
Con tên là Trần Gia Huy, năm nay con học lớp 4. Từ hồi nhỏ thì con đã có đam mê làm ngành đầu bếp rồi, cho nên con không thích làm mấy cái nghề khác, chỉ một mình nghề đầu bếp thôi. Bắt đầu từ 6 tuổi thì con đã bắt đầu làm bếp rồi. Con phụ mẹ, con tự làm bếp ở nhà mình. 6 tuổi con cao tới đây rồi. Con coi trên YouTube á, xong rồi con có niềm đam mê, rồi con tự mình làm cho cả nhà ăn, tự động con nấu, khỏi con xin mẹ luôn, mẹ cũng không la. Món gì ngon vậy con? Dạ, cơm chiên mòn rút. À, cơm chiên mòn rút, con thích món này hả? Dạ không, đó là món ăn truyền thống rồi con, đó là do bà ngoại con từ xưa đến giờ bán mắm rối, cho nên bà ngoại truyền lại công thức cho con. Trời đất ơi, truyền lại công thức cho con rồi con lắc cạo rồi nữa. Ô là la. Con rất là thương bà ngoại con muốn phát huy món ăn của bà ngoại con lên tất cả mọi người. Con biết nấu ăn từ mấy tuổi? Dạ, từ 6 tuổi. Giỏi quá, bây giờ con mấy tuổi rồi? Dạ, bây giờ con 9 tuổi rồi. Con yêu lắm phải không? Dạ, con thích nấu ăn. Cơm con nấu chưa? Dạ rồi. Cơm con nấu sẵn con. Thế thế giới của con hôm nay là cái gì trong mắt con á? Dạ, cái món nào? Dạ thưa chú, là món chả của ngũ sắc. Thế giới của con chả là của ngũ sắc. Tại sao là ngũ sắc? Dạ tại vì thế giới của con là một thế giới màu sắc. Tại vì hồi bé con không có thích ăn rau, nên mà con rất là thích màu sắc, nên mẹ con làm món này để con thích ăn rau. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ đi con. Chút trà, trời đất ơi. Hôm nay con sẽ trang trí cho hai bình bông để làm cho một vua đầu bếp mới. Một vua đầu bếp mới của con, chính là con này. Chào mừng cho một vua đầu bếp nhí mới. Con là vua đầu bếp nhí luôn. Ước mơ lớn lên của con là con sẽ được nấu cho toàn bộ các tổng thống ở trên toàn quốc gia. Con làm món gì? Dạ con làm cá lá vọng ạ. Cá lóc gì? Cá lá vọng. Trời đất ơi, chả cá lá vọng? Dạ không, cá lá vọng. Cá lá vọng? Dạ vâng. Con ở Hải Phòng, Hà Phòng nó sát Hà Nội. Cái món này nó xuất phát từ Hà Nội ạ. Con rất thích món này, nên là con xin mẹ cho con học món này. Cô đã đi qua Hà Nội bao giờ chưa? Thường xuyên. À, vậy thì chắc là cô cũng ăn cá lá vọng rồi đúng không ạ? Thì người ta nói là chả cá lá vọng, với ai nói lá vọng? Cái này thì con làm khác người ta. Khác cái gì? Con làm cá, người ta làm chả. Đâu có đâu, người ta cũng làm cá thôi mà. Dạ vâng. Đâu có chả đâu. Mà con thấy cá ngon hơn chả. Làm món gì vậy con? Dạ con làm bánh cream cheese cake ạ. Bánh cream cheese? Dạ, cream cheese cake. Cream cheese cake. Con muốn chọn món đó là tại vì cũng muốn thử thách mình. Con cảm thấy con đủ thời gian làm không? Dạ chắc đủ. Chắc chắn không? Chạy tới chạy lui lang sang, con làm gì mà phải giờ vội vã vậy? Con sợ trễ giờ hay sao vậy? Dạ, con sợ trễ con giờ. Con sợ trễ giờ hả? Đây là cuộc thi quan trọng nhất của đời con. Nó quyết định số phận của con. Cái này là món ăn hàng ngày của con hả? Dạ, món ăn hàng ngày. Con có thể bỏ lửa nhỏ hay là lửa to quá? Dạ, con để cho nó luộc cho nó chín xong rồi cái nước nó rút lại. Nó rút là nhanh đúng không? Con dạ. Làm lửa lớn để cho nước rút là nhanh. Dạ. Bước quan trọng con nghĩ nhất là cái bước luộc sườn. Tại vì nếu mà luộc lâu thì cái sườn nó sẽ bị bở, mà luộc quá nhanh thì cái sườn nó sẽ bị dai và nó không có tách thịt ra khỏi cái miếng xương. Ai dạy con nấu ăn? Dạ, đa số là con học trên mạng, còn những cái nhỏ nhỏ mà con không biết thì bà con chỉ cho con. Con nấu ăn lâu chưa? Biết nấu ăn lâu chưa? Dạ, được 4 năm rồi. 4 năm? Dạ. Vừa. Cứ bình tĩnh đi con. Con có 45 phút mà. Nó chưa. Không có một món là con không phải gọi. Chết rồi. Các con chú ý này. Còn 30 phút nữa nha. Các con chú ý, khẩn trương lên. Khẩn trương lên nào. Thường là con ở nhà có nấu không? Dạ có. Con ở nhà con tập nấu với mẹ. Ồ, nấu với mẹ hả? Giỏi vậy. Con đã chọn món bà lúc lắc mayo vì món này rất là bổ, và thường thì ở nhà món này cũng là một món ruột của con. Màu sắc đầy đủ đẹp.
Ồ, nấu hay ha. Một chút là phải trở lại để thử trước. Con nghĩ là con sẽ kịp giờ không? Dạ chắc là kịp. Chắc là kịp. Dạ. Chắc hay là không chắc nào? Dạ chắc. Chắc chắn là kịp. Con biết bây giờ gần sắp hết giờ rồi đó nha. Cố lên, nhanh lên. Các con ơi, nhanh chút nha, còn 20 phút nữa nha. Chị Hải thấy sao cái nhóm này? Nhóm này chị thấy là món ăn á, nghiêng về món Á nhiều hơn món Âu. À, rồi có nghĩa là nghiêng về cái món Việt ẩm hơn. Thực địa phương. Như cái em Hoàng Hải ấy, là làm cái món chả cá lạ vòng, nhưng điều không có nói chả cá, chỉ nói là lạ vòng thôi, cá lạ vòng. Cá lạ vòng. Mà rất là đáng yêu, cá lạ vòng. Được thi nhóm hôm nay có thể nhìn thấy được khá nhiều món ăn quen thuộc trong những bữa cơm gia đình hàng ngày. Có hai bạn làm bánh. Hai bạn làm bánh. Mà hãy nghĩ với 60 thì em nên chọn bánh cho còn 45. 45 phút. Không là... nên. Đúng màu rồi. Hiểm. Có nghĩa là các bạn đang ở trong cái nguy hiểm. Nguy hiểm. Theo con nghĩ thì cái món bánh brownie trong vòng 45 phút là một quyết định hơi nguy hiểm. Nhưng mà mình đã cố gắng hết sức để làm món bánh này thì con nghĩ là vẫn có thể làm được. Con đã gặp một trục trặc rất là lớn về cái trứng. Hay là con lấy cái chảo con lăn, con bỏ dễ thì con lấy cái sẻ con múc thì nó bị hư rồi con... lấy cái đó con băm luôn. Con ơi, còn 15 phút nữa thì cái làm bánh của con có kịp thời gian không? Con nướng bánh chưa? Con làm bánh. Bây giờ con đánh cho nó băm lên một tiếng nữa rồi con 8 phút rồi. Cẩn thận con canh thời gian nha con nhớ con chỉ còn 15 phút thôi. Phải chăng chính từ căn bếp nhỏ của gia đình, các em đã nuôi dưỡng niềm đam mê nấu nướng từ những điều bình dị và giản đơn nhất. Hiền ơi, dạ. Con đang ở đâu rồi? Dạ, con sẽ cuộn xong cái này rồi con mang đi hấp. Dạ, xong. À, có nghĩa là con sẽ hấp trong đây mà mấy phút nữa con sẽ xong, cuộn xong. Dạ, con chắc có là... biết là thời gian rất là gấp rút bây giờ không? Dạ, biết. Con biết luôn, con bình tĩnh. Wow. Con biết là con sẽ đủ kịp thời gian tại vì con biết con đang làm gì. Lúc đó con rất tự tin và bình tĩnh và vào món ăn của mình. Nếu con mà không thấy kịp á thì con có thể làm một cái cũng được. Dạ. Tại vì cái vị nó rất là quan trọng. Dạ. Nha. Con có thể hấp trước một cái còn cái kia thì hấp sau cũng không sao. Dạ. Và hôm nay thế giới tươi đẹp ấy đã nhuộm thêm những gam màu thật sinh động cho căn bếp này. Nấu làm sao à? Quá đẹp quá. Thơm quá hả? À. Thử trước được không? Nhận thôi. Ở nhà mẹ con có nói là thịt bò nó đã có độ mặn ở bên trong cho nên mình không nên nêm thêm muối. Nấu làm sao? Quá trang trí đẹp quá con. Cảm thấy cái này nó xấu quá. Thơm quá. À, một chút phải thử món này á, thơm quá ha. Ngon không? Con vẫn nấu còn dư thời gian, con rửa chén nè. Bà ngoại với mẹ là người đã dạy con cái yếu tố quan trọng đó, phải giữ sạch cái bàn bếp của mình. Con bị gì? Con lò nướng con bị? Con nãy giờ nó không có nóng. Rồi, con có thể xài lò của bạn hoặc là bạn kế bên, không sao nha. Rồi, bạn nào có lò nóng sẵn này? Rồi, con qua đây, con đem qua đây. Dường như thời gian 45 phút để thực hiện phần thi này là không đủ với một vài thí sinh nhí thì phải. Giang này, con làm bánh, hồi nãy con nói với chú là con làm cheesecake. Ủa mà sao chú thấy con để trong cái ly, con có kịp giờ không vậy? Bánh con sao rồi? Chú thấy ngon mà, không sao, nó vẫn vàng, nó chưa có bị gì, không sao đâu con à. Các con chú ý này, còn 5 phút nữa thôi nha, các con khẩn trương lên.
Chỉ còn 5 phút thôi. Ban giám khảo thông báo là còn 5 phút thì con cũng cảm thấy khá là bình tĩnh bởi vì con đã hoàn thành gần như là xong các công việc của mình rồi. Nhanh tay lên con, bánh nguội chưa? Con lấy được chưa? Ráng cố gắng lên con, chỉ còn đúng 5 phút thôi. Chú nghĩ là con sẽ làm kịp đó. Cố lên. Cố lên. Lúc đó là con mở nắp ra vì con nghĩ nó chín rồi. Nhưng mà sau khi con nhìn thấy phần giò nó vẫn còn hơi hồng hồng, nên con quyết định bỏ ngược lại cho nó thêm vài phút để cho nó chín kỹ hơn. Điều đặc biệt nhất từ các em mà ngay cả những người lớn cũng không thể làm được, đó là sự quan tâm và cổ vũ nhau rất vô tư. Em hỏi nè, sao chị không lấy một cái nắp hình tròn tròn á để ịnh lên làm cho nó dễ? Chị ịnh lên rồi nè, nhưng mà nó không có chuyện như ý nè. À, để suy nghĩ rồi, cái này không biết chín chưa nữa. Thì hả? Còn một tí. Nó chưa có chín. Các em ơi, còn một phút thôi nha. Vô. Nhanh. Bắn tay vô. Đó, đúng rồi, bắn vô. Hoàn thành, nhanh. Còn cuối cùng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu! Cô chúc mừng các con thực sự rất là xuất sắc. Và cô chú cũng rất háo hức để chờ đợi, để nhìn thấy được cái thế giới trong mắt con như thế nào, hạnh phúc, tươi vui và sự hào hứng. Và các con hãy tự thưởng cho chính bản thân mình một tràng vỗ tay thật to nào. Yeah. Ellen xin mời ba đầu bếp nhí đầu tiên mang món ăn của mình lên. Hoàng Hải, Minh Hiền, Bảo Châu. Mời Hoàng Hải. Ba Hoàng Hải. Ba lên đi trước. Đầu bếp Hoàng Hải ơi, con hãy giới thiệu cái món ăn trong thế giới con mắt con hôm nay là gì? Dạ, thứ ba vị giám khảo, món ăn của con hôm nay là món cá lá vọng. Chắc là ban giám khảo cũng đã biết, nhất là cô Hải. Cô đã đi Hà Nội nhiều rồi nên cô chắc chắn cũng biết món này. Và món của con là nhân vật chính, là hai nhân vật chính, đó chính là mẹ và mắm tôm. Không thiếu mẹ và mắm tôm thì nó không thể dậy mùi được ạ. Vậy hả? Dạ. Nghe hấp dẫn quá, thôi mình thử đi nha. Dạ. Ok. Cái món này ăn như thế nào đây ha? Thật ra là nó chấm cùng với mắm tôm thì mắm. Con là chị con thì nếu mà có mấy bạn khác ăn thì con chắc là mấy bạn không thích mắm tôm nên con chấm với mắm. Chú thấy ở đây có nhiều hoa lắm. Con mắt của con là con thích hoa hay như thế nào? Hai bình bông này là nó biểu tượng cho là mở đầu một cái gì đó mới, một cái chương trình vua đầu bếp nhí mới và một ông vua đầu bếp nhí mới. Wow, con nghĩ con sẽ là vua đầu bếp hay không? Dạ có. Tự tin không? Dạ rất là tự tin. Chắc chắn không? Dạ. Yeah. Dạ. Okay. Rồi. Đâu. Một hai. Không được rồi. Ok. Con rất là tuyệt vời Hoàng Hải ạ. À, con cũng tên Hải và cô cũng tên Hải, hai Hải luôn. Và cô quay lại vấn đề là cái món ăn của con á, là con ướp gia vị, vì cô quan sát con ướp gia vị là mắm tôm này, gia vị vào cá rất là lâu rồi con mới nấu. Rồi sau đó con làm cái trang trí trước trong lúc chờ đợi cá thẩm thấu gia vị. Thì con đã có một cái tư duy là sắp xếp các giai đoạn chế biến rất hợp lý. Và chúc mừng Hoàng Hải. Và bây giờ là phải đụng. Ok, cảm ơn con. Anh thấy sao? Chắc rất là thích. Thử xong cái món á, mới hiểu cái món cá này á, rất là explosion, it explode in your mouth, you know, thì nó có cái mắm tôm, nó có một chút ớt ở đây, rất là ngon, rất là phù hợp, nha. Yeah. Cảm ơn con ha, cảm ơn. One more phong, yeah, very good, okay. Con cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo.
Một điều cuối cùng chú nhờ thế, con rất là tinh tế khi mà sử dụng cái khay. Cái khay nhóm trước so với nhóm này con là người rất là tinh tế. Cảm ơn con. Ba vị giám khảo thử là không, ban giám khảo đã chê con một lần. Và lúc đó chú Alan cũng nói là mặt trên và mặt dưới của cá rất là vàng, đầy đủ, tuyệt vời. Dạ con xin chào ban giám khảo. Hôm nay con sẽ mang đến cho ban giám khảo món ăn, đó chính là chả trứng cuộn ngũ sắc. Thì thế giới trong mắt con là một thế giới đầy màu sắc với nhiều màu sắc tươi tắn. Đây là một món ăn rất là giàu dinh dưỡng, có sự dinh dưỡng của rau củ và trứng, và trong đó còn có cả rong biển. Dạ con xin mời ban giám khảo thưởng thức. Bây giờ ban giám khảo sẽ khám phá màu sắc của con nè. Mỗi người một mỹ vậy đó. Con thấy rất là hồi hộp, tại vì con không biết rằng lúc đó món ăn của con sẽ được nhận xét như thế nào. Con nghĩ rằng là chú Alan sẽ thích món ăn của con. Minh Hiền ơi, dạ. Cái nhân ở trong này để con cuộn đó là con bỏ gia vị gì nào, nói cho cô Hải nghe. Dạ màu con ướp muối, một chút xíu muối, một chút xíu tiêu, và con ướp và lấy hành lá con cắt nhuyễn bỏ vào. Tại sao con bỏ ớt chuông vô? Dạ tại vì con thích màu đỏ của ớt chuông và vị ngọt của nó. Hay. Good. Cái vị vừa. Dạ. Có độ giòn. Nhưng mà đúng ra cái mùi ớt chuông á thì nó lại làm cho lạc mất đi cái mùi chả. Hình như cô gặp phải một cái vấn đề hơi khó khăn. Rất là khó khăn. Hơi khó nói. Cái miếng rong biển của con á, dạ. Nó có sạn. Cô ăn vào rất là đau, nhưng cô rất là thương con. Bởi vì cái hành động con nấu là đã rất là trân trọng rồi. Nên cô nuốt thôi, cô bị ăn dùm sạn. Nha. Dạ con thật sự rất là xin lỗi. Dạ con không biết vì sao nó có sạn. Thật sự là con bóc vào ni lông ra và con lấy miếng rong biển ra với con. Hoàn toàn không hề là một động tác gì. Nhưng mà cái chả, cái hấp á, cái độ chín của con á, nấu rất là, nấu vừa ăn rất là giòn ha, ăn vừa miệng ngon. Cảm ơn con. Xin mời chào. Hôm nay con làm món hải sản với sốt Hollandaise. Lý do con làm món này vì thế giới trong mắt con bây giờ hiện giờ là một thế giới đầy ô nhiễm. Con muốn mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường để cho những động vật có thể sinh sống và không còn bị tuyệt chủng nữa. Sốt Hollandaise này, rồi tôm này, rồi cá này, rồi có màu xanh. Thì nó nói lên cái gì trong đây, trong cái chủ đề này, cái đĩa nào điểm nhấn mạnh cho con cái món này? Dạ là màu vàng là ý nghĩa là ở ngoài thì thế giới này rất là huy hoàng, nhưng mà cái phần bên, màu nâu bên trong thì mọi người không hề biết á, là nó rất là tăm tối. Ok, theo điểm của quan điểm của con, một đầu bếp nhí, tăm tối là sao? Cúp điện đúng không? Dạ kiểu như là bị phá hủy hoàn toàn luôn. Rồi mọi người lạm dụng nó, bị phá hủy hoàn toàn, chú hiểu. Mới nãy chú có qua có hỏi con có anh em trước khi anh em không làm món này, con có thử không? Dạ có. Có không? Dạ có. Dạ có. Con cảm thấy làm sao? Ăn vừa không? Dạ vừa. Không. Con phải thử món ăn của con mới được. Con thấy sao? Thấy sao con? Dạ nó hơi mặn. Hơi mặn hả? Cái cá là ướp mặn rồi. Hơi mặn. Còn thêm cái sốt của Holiday của con cũng mặn. Cũng nữa. Mặn nữa. Tôm cũng mặn. Tôm ướp cũng mặn nữa. Là cái cấp độ mặn là cấp độ 3. Cái trở ngại lớn nhất là con cho hơi nhiều muối, với lại từ nhà con ăn mặn quen rồi. Nên là con cảm thấy nó cũng bình thường. Mà ban giám khảo cảm thấy hơi mặn. Nhưng mà thật sự mà nói á, là cái kỹ thuật làm sốt Holiday á, người lớn còn phải ngán nha. Người lớn còn phải ngán á, nhưng mà con làm được. Cái kỹ thuật mà nấu cá của con rất là tốt. Cảm ơn con.
Jackie xin mời Gia Huy. Cô Tịnh Hải xin mời Thuận Thành. Alan xin mời đầu bếp nhí Minh Phương. Xin mời con. Trong cái mắt của con á, là cuộc sống là những cái miếng sườn béo, đậm đà và đầy màu sắc. Tôi thấy có một màu mà. Dạ, đậm đà, đầy màu sắc. Dạ, vậy thôi. Vậy thôi, dạ. Chỉ có vậy thôi. Dạ, đơn giản. Thì con nấu ăn đơn giản là như thế nào? Cái này khó, con không biết nói là sao. Cái này khó hả? Theo chú thì cái đơn giản này là nấu bằng cái tâm hồn của mình thôi, đâu? Dạ, nó đơn giản. Chú thấy là cái món này á, gia vị ướp vừa, nghiêng về một ít về chanh, đúng không? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao con bỏ chanh vô? Dạ không, con bỏ giấm. À, giấm chua. Ừ. Chua. Tại vì cái thơm nó hơi bị ngọt nên là con cho thêm giấm vào. Ok ok, để cho nó cân dạ, bằng rồi, cái vị. Yeah. Với cái món này là rất là Việt Nam. Cái thứ hai nữa là cái sự trang trí của con, nó có cái bố cục và màu sắc hài hòa. Với cái sườn nó đậm màu thì con cho cái màu sắc nổi lên với cái màu xanh ở trong dĩa, bắt mắt. Nấu một món ăn ngon là được người thưởng thức khen, với lại là cảm thấy cái món đó mình nấu bằng cả cái tâm của mình vui lắm. Kiểu như là mình làm được một cái món ăn, sau đó nó thật, cái món ăn nó thành công. Mình cảm thấy là mình ăn mấy đầu ăn vô là wow, rất là hả, chút ngọt chút giòn, xong rồi mình ăn nữa rất là đậm đà, nghĩa là mình ăn nó không có thể ngừng được ha, không có ngán. Ok, cảm ơn con. Very good. Mời Gia Huy. Ok. Chú nghe nói á, là con bị cái gì rớt, cái gì? Cái răng gì? Rụng. Rụng cái răng nó đau rồi. Cái răng nó đau rồi. Sao con đem lên cho giám khảo thử? À, chú đem về chú làm kỷ niệm. Thôi tặng cô Tịnh Hải cái răng đi. chắc hồi hộp quá hả, cái răng nó ra luôn. Bây giờ tặng ai? Ba người này, giám khảo này, con thích tặng ai cái răng của con kỷ niệm? Khúc đang nói về cái bạn cuối cùng á, thì á con bị rụng răng truyền hình quay quá trời nó tự rụng con không biết. Tặng cô đi, đừng tặng hai chú này. Rồi tặng cô đi. Rồi trong khi lấy cái răng ra thì con hãy trình bày cái món ăn của mình. Dạ, hôm nay con xin trình bày món cơm chiên mắm ruốc. Con làm món này vì con, đó là món ăn bà ngoại con đã bán từ xưa đến giờ rồi. Bán rất là lâu đời. Ok, rất là lâu đời. Dạ, bán ở tại nhà luôn. Nhà ở đâu? Dạ, nhà con ở quận 3. Nay con đem tới món này vì con muốn sở hữu lại bà ngoại con tặng là cái công thức lại cho con. Thì con sẽ nấu cho ban giám khảo ăn thử món ăn của bà ngoại con đã làm lâu năm rồi. À, Gia Huy thì con cũng có cả một chút xúc động về bạn ấy làm cái món cơm ruốc đấy, thì nhớ đến ngoại của mình. Về chung thế giới của con là tình yêu thương và gia đình mà không? Bà ngoại rất là ấn tượng với con phải không? Dạ. Cô chú trộn hết tất cả nguyên liệu lại rồi dắt một ít nước chanh vào, nó sẽ ngon. Thấy con làm thử cho cô chú thấy xem như nào. Rồi, con cứ làm. Để chú giúp con trộn cho nó đều lên nha. Rồi. Ok. Lý do tại sao con trộn trước? Trình bày hả? Kiểu để cho trình bày đúng không? Coi cái trình bày trước đẹp hơn. Rồi trộn rồi nó mới hay đúng không? Trộn chung rồi nó không có ấy cái mùi đúng không?
Ok. Về nhắn với bà ngoại nói là ba giám khảo là cảm ơn bà ngoại. Đúng rồi. Đã truyền tải cái kinh nghiệm cho con và con đem lên đây cho ba giám khảo thử nha. Không? Được, xin hỏi con mấy tuổi rồi? Dạ, năm nay con 9 tuổi. Con 9 tuổi, số 9 là số rất là đẹp. Nặng cho thấy luôn không? Không, vậy anh muốn nặng mà cho mình thấy cho cơ. Mình thấy cơ. Chắc là đây là bí quyết rồi. Rát tay chưa? Dạ, khi mà con đem dĩa lên cho ba giám khảo thử thì con rất là sợ. Con sợ dòng này con sẽ rớt. Con thấy mấy bạn làm rất là đẹp và ban giám khảo khen rất là nhiều, con sợ lắm. Nó ngon quá. Nó ngon quá. Đang sừng sốt. Nhưng mà là có một cái chú thấy là cái tôm khô nó hơi khô khô. Con nên là ngâm lên nước cho nó mềm hơn, xào ít đi tí thì nó sẽ mềm mại. Ok hơn. Về vấn đề trang trí con rất là đẹp. Con biết là sắp đặt cái màu sắc tương đồng với nhau chứ không phải là màu sắc nó chìm đi thì cái món cơm của con nó sẽ bị sẫm màu, nó không đẹp. Mà con đưa cái màu sắc trong cái gì ăn rất là hợp lý. Cái thứ hai nữa là cái vị món ăn là ruốc á, là khó chế biến lắm bởi vì bản chất ruốc rất là mặn. Mà con điều tiết được cái ruốc và cái định lượng so với cái nguyên liệu thịt và các cái đồ chua là xoài chua ở đây và hành tím nữa làm cho món ăn thực sự rất là khoái khẩu. Và cô rất yêu món ăn này. Cảm ơn con rất nhiều Gia Huy ạ. Cái đặc biệt ở đâu á là cái chanh bỏ chót, chị nó mới hử được cái tươi của cái chanh, cái vị chanh ha, cái mùi chanh. Cái đó mới sáng tạo, cái đó hay ha. Thì cảm ơn ha, cảm ơn con. Thank you. Cảm ơn con. Hay. Bây giờ có tặng cái răng. Có tặng không? Suy nghĩ đi, có tặng không nè. Con sẽ tặng cô Hoa Thanh Hải. Rồi, cảm ơn con rất nhiều. Ôm cái Gia Huy. Ô, cảm ơn. Con thay răng đúng không? Và chú ý nha, để răng đẹp cô Hải sẽ giúp cất cái này để kỷ niệm. Cảm ơn con rất nhiều. May mắn á. Mời con. Kính thưa cô chú là đối với con thì thế giới tràn đầy các màu sắc tươi mới, ngọt ngào và rất là nhiều sô cô la. Tại vì con rất rất là thích sô cô la. Me too. Khi mà các bạn cầm cái món ăn lên cho ban giám khảo thì con ấn tượng với món của bé Minh Phương. Cái lúc con nhìn qua thì nó rất là đẹp và trang trí rất là ok. Chú thấy lạ ở cái chỗ là tất cả các em bé đều thích màu sắc, màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Thì con lại thích cái màu sẫm. Thật ra thì có nhiều cái thứ mà màu sắc nó sậm nhưng thật ra thì bên trong nó rất là ngon ạ. Ok. Khi Minh Phương làm cái món bánh này á, cô rất là lo. Yeah. Bởi vì chỉ có thời gian 45 phút thôi. Nhưng khi cô thấy Minh Phương làm thì xong dĩa bánh đưa lên đây là cô rất là mừng. Yeah. Cái trang trí của con giữa cái màu sậm và con bọt kiwi vào là một trong những cái nguyên liệu trái cây mà trang trí món bánh rất là hợp lý. Thì con đã thành công rồi, có thêm nho nữa. Yeah. Cái sauce á thì mới đầu con làm mình thấy rất là đẹp ha. Yeah. Tại vì trong thời gian thì thời gian nhiều quá nên là nó bị chảy ra. Cái phần đặc biệt ở đây chắc thích là cái hạt nhân, cái almond ở trên ở trong. Tại vì mình ăn cái brownie á, brownie rất là ngán, tại vì nó nặng lắm, nó rất là heavy. Nó có một cái sự hài hòa trong cái món bánh của con. Con cảm thấy là mình cần phải cố gắng và khắc phục nhiều chỗ hơn nữa để có thể làm ra một chiếc bánh hoàn thiện hơn. Chúc mừng con. Yeah, thank you. Bây giờ cô chủ mời hai đầu bếp nhí, đó là Huyền Giang và Tuyết Nhi. Mời Tuyết Nhi. Đây là món bò lúc lắc mayo. Và trong món ăn này con muốn trang trí nó thành một phong cảnh của thiên nhiên, có cây cỏ. Cho nên con tạo nó có thêm màu xanh và của thiên nhiên.
Thế ở nhà con thích màu xanh, con có hay đi trồng cây hay đi đâu không? Dạ có. Con trồng cái gì ở nhà? Dạ con trồng những cây mầm, cây rau mầm, cây rau muống, cây cải. Con nghĩ đây cũng là món quen thuộc của con hay nấu ở nhà nên con rất tự tin với món này. Trước tiên là chú thấy thôi có một cái cần phải hỗ trợ một cái máy nhay. Có nghĩa là chắc có lẽ không phải là lỗi do con, mà lỗi do cái thịt nó hơi dai, chứ không phải lỗi do con. À, thật sự mà nói á, là Tuyết Nhi á, là món ăn này á, về cái trang trí là màu sắc rất là ấn tượng. Đó là cà chua đỏ là nổi bật trên cái dĩa ăn. Và con cũng biết sự hài hòa giữa cái màu đỏ với trang trí thêm đó là các cái rau. Chỉ có một điều thôi mà cái này cô thấy đã tự hào rồi chứ không thể nói con tưởng tượng những điều lớn hơn nữa ha. Là cái bánh mì á, là con làm nhỏ hơn thì nó sẽ cân xứng với cái phần ăn và trên dĩa ăn thôi. Và chúc mừng Tuyết Nhi. Thank you. Tuyết Nhi. Mời con. Hiền Giang. Con trình bày cái ý tưởng mà con đặt vô cái món của con đi. Tên món bánh này là cream cheesecake ạ. Cream cheesecake. À, có nghĩa là cái bánh kem và phô mai. Và phô mai. Và phô mai. Ủa chú thấy cái này nó không giống cái bánh mà nó giống cái ly kem. Tại sao con kêu cream cheesecake vậy? Dạ, tại vì cái món này là bà con dạy xong bà con nói là món này có tên là như vậy cho nên là con mới đặt ba của con dạy. Dạ, bà con. Bà ngoại. Dạ, bà nội. Bà nội năm nay bao nhiêu tuổi Huyền Giang? Dạ, bà 60 mấy. Vậy là cái món này Tây đúng không con? Dạ, món Tây. Bà nội biết làm. Dạ. Hay quá. Anh Giác thấy sao anh Giác? Nói đúng á. Cái cream cheesecake, cái này không phải là cream cheesecake. Cái món này có thể kêu là tiramisu hoặc kêu là parfait. Tại vì parfait là có trái cây nè, có cream nè, ha, có vị crunch, vị giòn. Giòn là mấy cái candy ha. Theo anh thấy thì vấn đề cái tên nó cũng khá quan trọng. Cái tên á là phải đúng với cái chất liệu mà mình nấu, phải đúng với cái truyền thống mà cái tên đó, cheesecake là phải bake. Và đặc biệt đối với món bánh á, cái tên và cái đi theo nó công thức với nhau nó không thể khác được. Cái tên bánh đó con, nha. Cảm ơn con. Cảm ơn Huyền Giang. Cô chủ chúc mừng các con đã hoàn thành tốt cái phần thi đầu tiên này. Và bây giờ cô chủ mời các con xích lại gần cô chủ hơn. Mời các con lên đây. Xích đây, xích đây, xích đây. Rồi, đồ, okay. Rồi. Các đầu bếp Nhí hôm nay đã làm rất là tốt cái phần thi của mình. Đã chứng tỏ cho các cô chú ở đây thấy là tài năng nấu nướng của các con. Sự đam mê và thích nấu ăn. Và các con đã cho cô chủ một sự ngạc nhiên. Và chắc chắn ba mẹ của con cũng như khán giả của truyền hình Việt Nam cũng sẽ ngạc nhiên và công nhận rằng đối với những đầu bếp Nhí của MasterChef Việt Nam thực sự làm những điều mà chúng tôi không thể ngờ. Cảm ơn các con. Và chú Trác sẽ chọn người đầu tiên ha. Đầu bếp Nhí. Con cảm thấy là món ăn của con cũng rất là tốt nên là con nghĩ rằng con sẽ là người được may mắn. Là Hoàng Hải. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng con. Chúc mừng con. Con rất là vui sướng, không có gì để tả nổi nữa. Nếu mà có ai bà con hoặc là ông ngoại của con đang coi chương trình này thì là chắc là ông bà ngoại của con cũng xúc động về cái món cá lóc vọng này. Người đầu bếp Nhí thứ hai mà cô Hải chọn cũng như các cô chú đều đồng ý là bởi con rất là giỏi trong cái kỹ năng nấu ăn, cái nêm nếm món ăn, sự kết hợp các nguyên liệu hài hòa trên dĩa ăn trang trí. Và chỉ một điều duy nhất thôi,
là cô sẽ ôm bàn nào thì bàn đó chính thức vào top 12 vua đầu bếp nhí năm 2016. Con cảm thấy rất là hồi hộp, nhưng mà con nghĩ đây cũng là món quen thuộc của con hay nấu ở nhà nên con rất tự tin với món này. Yahoo! Ai ngờ cái răng đó đã giúp con vào. Cái răng con rất là may mắn, rất là linh. Và người thứ ba, Alan nghĩ là đầu bếp nhí này rất là tài năng, rất là có kỹ thuật nấu ăn, một người rất là điềm đạm, nhưng không đơn giản. Người đó là Thuận Thành. Chúc mừng con. Thấy một chỗ rất kỳ lạ đó chứ. Tại sao nam lại được vô mà không, nữ không được vô? Nữ tốt hơn nam mà. Cái lý do chắc chọn Hoàng Hải á, cái kỹ thuật rất là hay, trình bày rất là đẹp, đồ ăn cái vị á, cũng rất là ngon, cho nên á thì chắc chọn Hoàng Hải. Chúc mừng. Tôi chọn Gia Huy bởi em tiếp nhận được cái công thức để em diễn đạt và đưa món ăn lên đến cho chúng tôi cũng như khán giả truyền hình cảm nhận được món ăn Việt Nam rất là đậm đà. Cảm ơn em Gia Huy. Anh Anh chọn đầu bếp nhí Thuận Thành là cái lý do là cái vị của em rất là chuẩn. Hình như trong Thuận Thành có một cái thế giới gì đó trong nấu ăn mà có lẽ là ban giám khảo sẽ tiếp tục khám phá cái thế giới rộng đó của em. Chúc mừng em. Các bạn nam sẽ có sự mạnh mẽ trong món ăn, sự quyết đoán trong món ăn, cũng như sự mới mẻ. Tuy là không được vào top 3 của ngày hôm nay nhưng mà con vẫn cảm thấy là mình đã cố gắng hết sức rồi. Mặc dù là hơi buồn, có hơi tiếc một chút, nhưng mà khi mà con về nhà thì con vẫn sẽ nấu lại. Cái mà con học hỏi thêm được trong cuộc thi vô đầu bếp này là con học hỏi được nhiều kinh nghiệm ở các bạn. Cô cũng nhắc lại một điều, ba bạn được vào top 12 của vua đầu bếp nhí Việt Nam, đó là sự thống nhất của ba cô chú. Và các con ở lại cũng đừng buồn và lo lắng, bởi vì sau những cái cuộc thi này cô chú cũng sẽ có sự cân nhắc và các con cũng sẽ có cái cơ hội để tiếp tục trở lại căn bếp hay không. Lúc mà ban giám khảo nói rằng vẫn còn một cơ hội, con cảm thấy rất là vui và con tin rằng mình sẽ là người may mắn tiếp theo. Và cô xin cảm ơn tất cả và chúc mừng các con đã hoàn thành ngày hôm nay. I love you. I love you.